Chào mừng quý vị khán giả của kênh YouTube Tùng Garden. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch. Thì em bắt đầu em đi cắt tỉa cây mai cúc thọ hương của nhà em. Ở miền Bắc ấy, khí hậu thì nó không được ổn định, có thể lạnh, mình sẽ phải ủ đèn. Nhưng mà mọi người cứ làm theo em nhé, thì đảm bảo là Tết nó sẽ ra hoa đúng dịp ạ. Vì Tết năm nay nó cách Tết Âm, Tết Dương cách nhau có 20 ngày thôi. Mình sẽ phải xử lý sớm ạ. Đây ở đây những cái đọt nó đã ra nhú nhú ra rồi. Thì mình bắt đầu mình đi vào xử lý. Đây mọi người nhìn này, những cái đọt này mà mình không xử lý bây giờ thì ra Tết cũng không thể có hoa được, và có phải thắp đèn rất lâu ấy. Mình sẽ chủ động. Công việc của những cây mai ở miền Bắc ấy, vào tháng 9 ấy, thì mình sẽ phải cắt tỉa lá đi khoảng 30% lượng lá của cây. Như đầu ở video đấy mọi người nhìn thấy nó rất là tốt và xanh như vậy, mà mình không cắt tỉa đi thì nó sẽ không kích được hoa. Cắt 30% là lượng lá của toàn cây nhá, thì mình cứ tỉa đi. Cách 10 ngày sau thì mình lại tiếp tục mình tỉa thêm khoảng 30% nữa thì giữ lại 40% lá. Đến rơi vào tháng 11, cách Tết khoảng 1 tháng thì mình bắt đầu tỉa hết, tẩy trụi đi. Thì lúc đấy thì hoa nó mới ra được. Còn cứ để mặc định cho nó thì chắc là phải ra tháng 2 bắt đầu mới có hoa được. Đây mọi người nhìn cái tán lá nó xum xê như này mà. Lá rất xanh và tốt. Thì trong quá trình thì em cũng có bón phân nhiều thì lá nó mới được tốt như này ạ. Các anh chị mình chơi mai ở miền Bắc thì biết thì rất là khó khăn, không phải như miền Nam sẵn ạ. Miền Nam thì khí hậu thì nó ôn hòa, thì nó ấm quanh năm rồi, nó không phải ủ đèn hay là chăm sóc thì nhiều như miền Bắc. Đây mọi người nhìn tán ở bên này cũng vậy này, nó tốt như này. Mình không tỉa lá đi thì nó không kích được hoa. Thì mình cứ tỉa lá đợt đầu là 30%, xong cách 10 ngày nữa thì lúc đấy mình bắt đầu mới bón phân này. Sau đó thì mới tiếp tục tỉa thêm một lượt lần lá nữa. Thì em đảm bảo là Tết thì chúng ta sẽ không phải ủ đèn. Như lịch âm, Tết Âm và Tết Dương năm nay thì nó chỉ cách nhau 20 ngày ấy. Thì mình sẽ không chơi Tết Âm thì mình chơi Tết Dương được. Điều này thì rất bình thường ạ. Trên ngọn này vẫn còn những cái đọt lon này mọi người nhìn này. Thì mình không tỉa cái đọt lon này đâu. Thì rơi vào tháng 11 thì mình những cái đọt lon này thì mình mới tẩy. Mà cũng nhắc luôn mọi người là những cái chập tháng 9 này thì mọi người không nên tẩy lá nhá. Chỉ cắt thôi. Tẩy là nó sẽ trột vào cây đấy. Mà nó sẽ kích hoa sớm hẳn đấy. Nếu mà nó gặp là nắng khoảng tầm nửa tháng rồi là khi nó bật hoa. Nếu mà mọi người tẩy thì lúc đấy mình không canh được. Quá trình này nếu mà đến tháng 11 mà mình thấy nó không khả quan lắm ấy, thì bắt đầu mình ủ đèn. Nếu mà thời tiết nó lạnh ấy. Chứ còn thời tiết cứ bình thường 15 độ trở lên thì mình không phải ủ đèn, vì mình đã làm từ tháng 9 rồi mà. Nhiều anh chị em chơi mai ở miền Bắc ấy cũng cứ chủ quan là đến tháng 11 ấy mình mới tẩy lá ấy. Thì nói chung là vào Tết là không chơi được. Có ủ đèn đến đâu thì ủ, mà đã giống hoa mà đã ủ đèn thì nó không bền. Hoa thì phải để tự nhiên thì nó mới bền. Ủ đèn là nó như kiểu nó không thích nghi thì nó không tự nhiên. Nên là hoa nó ra chỉ được 3-4 hôm mà nó đã rụng ấy. Nếu mà mình cứ để hoa tự nhiên ấy thì có thể một tuần. Mọi người cứ mua hoa ở chợ thì về và sao nó nhanh tàn ấy, là họ cũng quá trình họ ủ đèn đấy. Hoặc là chuyển từ trong Sài Gòn đi ra miền Bắc thì cũng chưa có hoa được, về vẫn phải ủ thì chỉ chơi được 3 hôm mà nó rụng.
mà nó rụng đồng loạt luôn, rụng vàng gốc luôn ấy. Nên mà phải chăm cho nó lở tự nhiên. Thì cứ vào đầu tháng 9 ý, mình tỉa 30% lá một lần một. 10 ngày sau mình tỉa tiếp. Thì ngày hôm nay em chỉ tỉa khoảng 30% thôi. 10 ngày sau bắt đầu em mới bón phân, xong em tỉa tiếp. Em sẽ để chờ video 10 ngày hôm sau. Em quay lại xem nụ nó lên không nhá. Thì hẹn quý vị anh chị mình 10 ngày sau em sẽ quay trở lại. Em sẽ bón phân và tỉa tiếp tục. Vâng, thưa quý vị anh chị và các bạn, hôm nay là sau tròn 10 hôm thì em mới quay trở lại tiếp tục em xử lý cây mai. Rồi mọi người nhìn là bắt đầu cái nụ nó lên rồi này. Lên to hơn hôm trước. Thì hôm nay em lại tiếp tục em sẽ cắt tỉa bớt đi một phần nữa. Đấy, mình cứ tỉa bớt phần 30% nữa đi. Chỉ đậy để lại được một ít thôi. 40% lá so với cái hôm đầu tiên đấy. Chỉ sau 10 hôm đấy thì nó khác hẳn nên cái lụ nó lên nó to hơn rồi đấy. Có cả lá non. Thì tất cả thắng bại là tại tháng 9 này này. Tất cả nếu mà có thành công hay là thất bại của cái cây mai ở miền Bắc ấy, là quyết định ở cái tháng 9. Nên là mọi người để ý thì xử lý cho nó từ tháng 9. Đấy, nó có những lá nó non nó lên rồi đấy, lên ngọn rồi đấy. Đây là gọi là lộc. Thì hoa thì phải có lộc nên là mọi người cứ phải giữ lại cái lộc đấy nhá. Đây thì ở đây em có chuẩn bị cái phân LPK 3 màu tổng hợp này. Thì em sẽ bón thúc nó xuống. Đây là phân 3 màu đấy. Trước khi bón phân ấy thì mình phải xới đất ở xung quanh gốc nó lên. Không mình gọt gọn nó ra thì mình mới cho phân xuống dưới mình lấp đất lại. Đây mình cứ xới xung quanh gốc này. Vì những cái đất này quá trình hàng năm ấy, hay hàng tháng mình cũng có cho phân rồi, cho ăn phân rồi nên nó rất là xốp. Kết hợp với cả cái vỏ lạc này nó mùn ra này. Là cái phân hữu cơ luôn. Thì tất cả những anh em mà chơi mai hay là chơi mẫu đơn ấy, hay là hoa giấy ấy, thì mọi người hay cho cái vỏ lạc xuống dưới gốc này, nó mùn ra là rất tốt luôn, làm tạo cho độ thông thoáng của đất, tới xốp đất. Đây xới xong rồi em sẽ cho phân vào xung quanh này. Vâng, sau khi lấp phân xuống dưới đất ấy, thì em bổ sung nước ấy. Cái mai ở trên chậu thì mình cũng không cần nhiều nước lắm. Thì 3-4 hôm mình tưới một lần thôi.
đây em quay cận cảnh lại nhá. Đây, mọi người nhìn cái lụ đấy, sau 10 ngày từ cái hôm mà em tỉa lá 30% lá đi ấy. Sau 10 ngày nụ nó lên to chưa? Thì cái video hướng dẫn làm mai tháng 9 của em xin dừng lại đây ạ. Thì chúc quý vị anh chị và các bạn thành công nhá. Đây có cả lá non này. Mọi người áp dụng theo cách của em thì tết sẽ không phải ủ đèn và hoa nó sẽ nở được một cách tự nhiên thì chơi nó mới bền. Thắng bại là tại tháng 9 này, mọi người nhớ câu đấy ạ. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ạ.